Hôm nay nhóm thông tin bất động sản Alo căn hộ SG.com review về đô thị Xuân Thành tại thành phố Ninh Bình. Khu đô thị Xuân Thành thì nằm ngay mặt tiền đường Trần Hưng Đạo ở thành phố Ninh Bình. Đây là phía mặt tiền đường Trần Hưng Đạo đây các bạn. Phía này góc giao giữa đường Trịnh Tú, ngã tư đường Trịnh Tú. Chúng ta cùng đi vào trong xem cái khu đô thị Xuân Thành này nó như thế nào. Được biết đây là cái dự án của chủ đầu tư là tập đoàn Xuân Thành, khá nổi tiếng ở thành phố Ninh Bình. Dự án có quy mô khoảng 1.000 lô đất nền, trong đấy thì có 5 cái tòa biệt thự khá là lớn, có thể là biệt thự được, biệt thự lâu đài và một tòa cao ốc văn phòng cao 27 tầng. Bên đấy là các cái khu công viên, trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi, cơ sở trường học. Đây hiện tại là chúng ta đang đi từ phía ngoài vào trong, đường một chiều hai bên rất là rộng các bạn ạ. Hiện tại thì là vẫn đang thi công những cái hạng mục hạ tầng, nói chung là cơ bản là xong hết rồi, là những cái hạng mục nhỏ lẻ. Những bất lợi hiện tại ở đây là nó có cái trục đường cao thế đấy. Nằm ở Ninh Bình ở đây hết. Bên này đây ta đi một vòng bên này nữa.
lúc này ở đây thì hiện tại là cũng đã bán một số rồi. À, đây đây một cái đồ đạc nhỏ nhỏ xinh xinh nữa đây. Đây thêm một cái biệt thự nữa này. Đấy. Bên này bao quanh là có cái đường bao đấy. Cái lô đất này là có nhà đã xây, có nhà thì là chưa xây, có nhà trống. Tại đây một cái kiểu biệt thự là cái là mới lại là mắt hiện tại. Lô đài này thì là chưa hoàn thiện, lô đài là đang xây. Cạnh bên đây là có một lô đài nữa, chúng ta vừa nãy nhìn từ phía đằng kia rồi. Chúng ta lại đi ra đến đường trục chính rồi, trục chính lại đi ra phía ngoài đường Trần Hưng Đạo, đây là đường trục chính, lại đi ra đây ngoài này, đây là phía mặt trước của tòa lâu đài. Đây là một lúc nhưng mà nó cứ đèo đèo vậy, à người ta mua người ta mua cái giải đấy, người ta không là đèn sẵn không, chứ không như những cái đô thị lớn là người ta làm những cái nhà phố theo cái mẫu chung hoặc là xây dựng sẵn, xây thô bàn giao cho cư dân. Đây theo mình là đất nền và người ta tự làm tự xây tự thiết kế thôi, tạo đất nền sẵn vậy thôi. Bây giờ chúng ta đi ra đến khu đô thị Xuân Thành rồi.